Kính chào quý vị và các bạn đến với bản tin sức khỏe 24 giờ của truyền hình Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa lên kế hoạch triển khai tiêm vaccine COVID-19 liều nhắc lại lần 2, mũi 4. Thời gian thực hiện từ tháng 6 và sẽ triển khai đồng loạt trên địa bàn toàn thành phố. Theo đó, đối tượng của đợt tiêm chủng lần này là những người từ 50 tuổi trở lên, người từ 18 tuổi trở lên có suy giảm miễn dịch từ thể vừa đến thể nặng. Người từ 18 tuổi trở lên thuộc nhóm nguy cơ cao phơi nhiễm với SARS-CoV-2 như cán bộ y tế, cán bộ tuyến đầu, công nhân, người làm việc trong các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố. Trong trường hợp bố trí được nguồn vaccine có thể mở rộng đối tượng theo chỉ đạo của Bộ Y tế, thành phố cũng đặt mục tiêu trên 95% đối tượng thuộc diện cần tiêm nhắc lại lần 2 vaccine phòng COVID-19 sẽ được tiêm. Thời gian thực hiện từ tháng 6 năm 2022. Chuyển sang thông tin đáng chú ý khác. Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM, trong 5 tháng đầu năm 2022, thành phố đã ghi nhận gần 12.000 trường hợp mắc sốt xuất huyết, tăng 66,5% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, số ca sốt xuất huyết nặng cũng tăng hơn 7 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Đến nay đã có 7 ca tử vong do sốt xuất huyết. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM cho biết số ca sốt xuất huyết tăng ở cả các trường hợp nhập viện điều trị nội trú và khám ngoại trú và liên tục tăng cao trong nhiều tuần qua. Số ca bệnh tăng cao ở hầu hết các quận huyện, thành phố Thủ Đức trừ quận 10. Những phường xã có số ca bệnh tăng cao so với trung bình 4 tuần trước là phường 5, quận 8, phường Tân Thới Nhất, quận 12, xã Phước Vĩnh An, huyện Củ Chi. Với những con số thống kê trên, tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết tại các tỉnh Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh đang diễn biến rất phức tạp với 7 trường hợp tử vong. Do đó, công tác kiểm soát và phòng chống sốt xuất huyết tại các tỉnh, thành phố khác, đặc biệt là Hà Nội, phải được thực hiện quyết liệt ngay từ thời điểm này để hạn chế sự bùng phát của dịch bệnh. Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Hà Nội, thời điểm này tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố vẫn trong tầm kiểm soát. Tuy nhiên, số ca mắc sốt xuất huyết có dấu hiệu gia tăng hơn những tuần trước đó. Một vài trường hợp mắc bệnh sau khi trở về từ vùng dịch mà không biết. Mình thì có đi công tác ở trong Lâm Đồng. Thì sau khi Lâm Đồng về được một tuần thì mình có biểu hiện là sốt, đau đầu. Lúc xuống viện thì qua chẩn đoán các bác sĩ bệnh viện Bạch Mai thì chẩn đoán là mình bị sốt xuất huyết. Theo các chuyên gia, hiện nay sốt xuất huyết chưa có thuốc điều trị đặc hiệu và cũng chưa có vaccine phòng bệnh. Do bệnh lây từ người sang người qua muỗi đốt, nên biện pháp hiệu quả nhất để phòng bệnh là diệt muỗi và hạn chế môi trường sinh sống của muỗi. Cái việc mà phòng bệnh trong sốt xuất huyết ấy là phải diệt muỗi, đấy, ví dụ nằm mắc màn hoặc là bôi những cái dung dịch để chống muỗi cắn, thế hoặc là diệt long quang bọ gậy quanh nhà, thả cá hoặc là đổ lật úp chum vải, những là vệ sinh quanh nhà không để cho những cái ao tù nước động để cho muỗi nó phát triển. Thời tiết giao mùa kèm những đợt mưa ẩm như hiện nay là điều kiện rất thuận lợi để muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết phát triển. Do đó, bên cạnh các giải pháp của cơ quan y tế các địa phương, người dân thủ đô cũng cần nâng cao ý thức phòng bệnh sốt xuất huyết. Sốt xuất huyết thì thường là có sốt cao đột ngột, đau mỏi người, đau hai nhức hai hố mắt, có thể có nổi hạch, thế và da thì đỏ sung huyết, thế và ngày thứ tư thứ năm trở đi thì bắt đầu có biểu hiện chân tay lạnh, chảy máu cam, chảy máu chân răng, nhiều trường hợp là tụt huyết áp, thế thì những trường hợp đấy là nặng là phải đi bệnh viện, thì đấy gọi là dấu hiệu cảnh báo. Thực tế đã chứng minh vai trò của người dân trong công tác phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết là vô cùng quan trọng. Vì thế mỗi người dân cần hành động ngay để bảo vệ cho chính mình và người thân. Phòng sốt xuất huyết bắt đầu từ những hành động nhỏ nhưng rất hiệu quả ngay từ trong gia đình. Do thời tiết diễn biến thất thường, những ngày gần đây, tỷ lệ bệnh nhi đến khám và nhập viện điều trị tại Bệnh viện Nhi tỉnh Nam Định đang tăng lên gấp đôi so với những ngày thường. Đa phần là trẻ trong độ tuổi từ 2 đến 6 tuổi với các bệnh lý về đường hô hấp, đường tiêu hóa và bệnh truyền nhiễm như sởi, thủy đậu, tay chân miệng, nôn, tiêu chảy. Khoa khám bệnh, Bệnh viện Nhi tỉnh Nam Định. Khoảng hơn một tuần nay, có rất đông người dân phải đưa con em mình đến khám chữa bệnh. Hầu hết bệnh nhi đều mắc các bệnh lý về đường hô hấp như viêm họng, viêm tiểu phế quản, viêm phổi và một số bệnh truyền nhiễm như chân tay miệng, sốt xuất huyết, thủy đậu. Bệnh viện đã tăng cường nhân lực và vật tư, trang thiết bị cho khoa khám bệnh. Chúng tôi đã bố trí tăng cường thêm số bàn khám tại khoa khám bệnh cũng như là tổ chức khám sớm. Về công tác nội trú thì chúng tôi cũng đã tổ chức kê thêm giường để đảm bảo giường cho bệnh nhân nằm điều trị.
Các bác sĩ khuyến cáo để phòng bệnh hô hấp và tiêu hóa trong giai đoạn thời tiết như hiện nay, cha mẹ cần giữ gìn vệ sinh cho trẻ, vệ sinh nhà ở sạch sẽ, thông thoáng, đảm bảo dinh dưỡng đầy đủ cho bé để tăng sức đề kháng. Cùng đó cần phát hiện sớm các dấu hiệu ở trẻ như ho, khò khè, viêm long đường hô hấp để đưa con đến cơ sở y tế kịp thời, tránh diễn biến nặng. Thưa quý vị và các bạn, phổi tắc nghẽn mãn tính là bệnh phổ biến và ngày càng gia tăng. Các triệu chứng của bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thường giống với các bệnh lý hô hấp khác, nên người bệnh hầu như phát hiện bệnh khi bệnh ở giai đoạn đã tiến triển nặng. Ghi nhận tại Trung tâm Hô hấp Bệnh viện Bạch Mai, trung bình mỗi ngày có đến từ 20 đến 30 bệnh nhân đang điều trị bệnh viêm phổi tắc nghẽn. Điều đáng nói là hầu hết các bệnh nhân trước khi nhập viện đều không có triệu chứng rõ rệt là bị phổi tắc nghẽn mãn tính. Thế nhưng việc phát hiện sớm còn hạn chế, có tới 25 đến 50% bệnh nhân không được chẩn đoán đúng trước khi nhập viện điều trị. Khi mà những bệnh nhân này nhập viện ấy, thường vào trong cái bệnh cảnh là của tình trạng khó thở và suy hô hấp, và có nhiều bệnh nhân đến là khi mà bệnh đã nằm trong cái giai đoạn nặng, và giai đoạn nặng khi đó bệnh nhân vào viện là phải thở oxy và thở máy rồi. Kèm theo đó đây là gì? Là bệnh nhân luôn trong cái tình trạng là khó thở và có thể cần phải đến sự hỗ trợ của máy thở. Theo số liệu điều tra quốc gia về tỷ lệ mắc bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính ở Việt Nam có 4,2% dân số, trong đó căn bệnh này chiếm tỷ lệ 7,1% ở nam và 1,9% ở nữ trong độ tuổi từ 40 tuổi trở lên. Theo các bác sĩ, bệnh nhân bị phổi tắc nghẽn mãn tính ngày càng có xu hướng gia tăng, diễn biến nặng. Và trong các bệnh lý hô hấp thì đây là bệnh lý hô hấp thường gặp nhất. Và với những bệnh nhân mà mắc bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì làm gánh nặng cực kỳ lớn cho gia đình, bởi vì các thuốc men điều trị thì kéo dài và sẽ cực kỳ tốn kém, đặc biệt là khi mà bệnh ở cái giai đoạn muộn. Theo các bác sĩ, đa số trường hợp tử vong do phổi tắc nghẽn mãn tính đều xảy ra trong đợt cấp của bệnh. Đợt cấp phổi tắc nghẽn mãn tính là một biến cố cấp tính đặc trưng bởi sự xấu đi của các triệu chứng hô hấp dẫn tới phải thay đổi các biện pháp điều trị. Tần suất trung bình khoảng 2,5 đến 3 đợt cấp một năm. Đợt cấp khiến bệnh nhân phải nhập viện, tăng tốc độ suy giảm chức năng phổi, tăng tỷ lệ tử vong, tăng chi phí điều trị. Thưa quý vị và các bạn, phẫu thuật cắt thủy phổi, nạo vết hạch cho bệnh nhân ung thư phổi. Trước đây các bác sĩ phải mổ mở, banh lồng ngực hoặc phẫu thuật nội soi với đường rạch rất rộng, khoảng từ 25 đến 30cm. Tuy nhiên hiện nay phương pháp mổ nội soi với một đường rạch đã được thay thế cho phẫu thuật mổ mở như trước đây tại Bệnh viện Bạch Mai. Ông Nguyễn Xuân Đỉnh năm nay 78 tuổi ở tỉnh Bắc Ninh bị u phổi. Nếu như trước đây, với bệnh nhân tầm tuổi ông, các bác sĩ phải cân nhắc trong việc có nên phẫu thuật hay không vì sức khỏe người bệnh, bởi phải mổ mở, banh lồng ngực để cắt u thủy phổi và nạo vết hạch. Tuy nhiên, các bác sĩ đã tiến hành phương pháp mổ nội soi với một đường rạch nhỏ. Y học tiên tiến cho nên là chúng tôi mới quyết định mổ, chứ mổ phanh thì không dám mổ. Tại Bệnh viện Bạch Mai, hiện nay đang áp dụng phương pháp mổ nội soi một đường rạch nhỏ đối với phẫu thuật cắt u thủy phổi và nạo vết hạch trong phẫu thuật điều trị ung thư phổi không tế bào nhỏ cho bệnh nhân. Đây là phương pháp mổ tiên tiến trên thế giới, được coi là tiêu chuẩn vàng cho bệnh nhân với rất nhiều ưu điểm như giúp bệnh nhân giảm đau, rút ngắn thời gian nằm viện và giảm ảnh hưởng chức năng phổi của bệnh nhân sau mổ. Phẫu thuật nội soi nó mang lại nhiều cái ưu điểm và nhiều cái lợi ích cho bệnh nhân. Một đường rạch tức là nó chỉ khoảng độ 3 đến 5cm thôi, thay bằng cái đường mổ trước đây là phải dài đến 25-30cm. Và trước đây thì phải dùng một cái dụng cụ để bánh cái lồng ngực ra, bây giờ thì không cần nữa. Nên là cái bệnh nhân trước hết là bệnh nhân đỡ đau hơn rất là nhiều. Kèm thay đấy thì là nó ít ảnh hưởng đến cái chức năng phổi của bệnh nhân. Sau mổ bệnh nhân phục hồi nhanh hơn, ra viện nhanh hơn. Bên cạnh đó, thời gian hậu phẫu của bệnh nhân sẽ nhanh hơn, hạn chế các biến chứng do kỹ thuật này mà không dùng dụng cụ bánh lồng ngực. Bệnh nhân đau ít, hạn chế tình trạng đau gây ra đóng dịch trong khoang phổi, viêm phổi so với phương pháp cũ, nhân cũng được cải thiện hơn. Cách đây 2 năm thì chúng tôi có mời được một chuyên gia hàng đầu của thế giới và tiến hành phẫu thuật này là giáo sư Diogo, người Tây Ban Nha. Ông sang hướng dẫn tiến hành phẫu thuật một nội soi một đường rạch. Thì đến nay thì chúng tôi thực hiện thường quy kỹ thuật này và hàng năm thì khoảng độ 200-300 bệnh nhân mà được tiến hành phẫu thuật này. Thì đây là một phẫu thuật mới mà được tiến hành ở Việt Nam và trên thế giới. Về chi phí thực hiện, đây là kỹ thuật chỉ thay đổi kỹ năng thực hiện chứ không làm tăng chi phí cho bệnh nhân, cho nên chi phí cho cắt thủy phổi, nạo vết hạch một đường rạch chỉ như một ca phẫu thuật nội soi thông thường. Nếu có bảo hiểm y tế, bệnh nhân phải thanh toán khoảng 30 triệu đồng, nhưng ưu điểm lại rất lớn, nâng cao chất lượng điều trị cho người bệnh. Với nhiều điểm ưu việt mang lại cho bệnh nhân, hy vọng trong thời gian không xa, kỹ thuật này sẽ được nhân rộng không chỉ ở Bệnh viện Bạch Mai mà còn ở nhiều bệnh viện khác trong cả nước.
Thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin sức khỏe 24 giờ của truyền hình Đài Tiếng Nói Việt Nam. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.